bạn ạ, trên kênh Mix Full Cầu Chê Ben. Nay chúng tôi lại chuẩn bị về một em Dacia 211. Con này thì tôi sẽ quay chi tiết demo cho anh em coi luôn nhá. Mọi người theo dõi video của tôi dài khoảng dài khoảng 8 phút nên anh em có thể theo dõi hết 8 phút này để xem chi tiết từng chi tiết một con Dacia này. Đầu tiên thì cho anh em coi về cái phần xích của nó đi nhỉ. Xích đi, rồi tiếp tục đến phần máy và phần cabin. Xích ná thì anh em nhìn thấy rồi, quý vị nhìn thấy này, không chê vào đâu được. Đó. Tí nữa tôi sẽ quay chi tiết cái phần xích này, ná cực kỳ dày luôn, cao. Đây, cái này tôi sẽ quay chi tiết nhất. Nếu anh em ok tôi sẽ gửi hình luôn nha. Bánh sao này, xương này, đó, đùi này, để quay chi tiết nhất để cho anh em có thể là tham khảo. Anh nào lấy thì có thể liên hệ với chúng tôi. Gà lê đỡ gà lê tê này, xích quá đẹp rồi, phần đấy này, phần quay toa này, thấy chưa? Đó. Cabin này. Con này thì nhìn sơ qua chút xíu thì anh em thấy phần sơn của nó, phần sơn zin rồi. Phần sơn zin rồi. Tới trọng. Thì hơi trời chuộng chút xíu. Nhưng con này nếu mà như tôi đi làm thì tôi sẽ để nguyên bản của nó luôn, không có cần phải sơn nữa. Chân gầm bệ, con này thì chúng tôi đang chuẩn bị kéo. Nếu mà anh em mà cần gấp thì chúng tôi ở Bơm Ma Thuật cũng có đôi con như thế này mọi người nhé. Nó này đây. Con này mới kéo, chuẩn bị kéo về này. Xích chiếc này. Ốc này, cực kỳ ok luôn, xương dày, xích đẹp, quý vị thấy đâu. Này tôi sẽ quay chi tiết làm sao có thể nhất để cho quý vị coi. Cái này mới lấy về thì tôi chưa có rửa ráy gì cả. Tất cả những con nhập ở đâu về cũng vậy, đều phải dọn, phải rửa sạch mới phục vụ được quý vị, quý anh chị. Rồi chúng ta sẽ đến cái phần bơm máy đi nhờ. Đó. Em coi thật kỹ nha. Con này chưa có rửa nhá, chưa có rửa đâu. Chưa dọn rửa, nhìn nó bề ngoài nó hơi xấu xấu hơn bản tí thôi anh em. Số khung số máy này. T
thường giá xít là rất khung nó nằm ở đó. Con này thử lực thì ok. Hộ quay tọa này. Ở cái video này thì tôi quay chi tiết làm sao có thể để cho quý anh chị, quý bà con có thể nhìn thấy. Con này thì máy lạnh các thứ là rét run luôn anh em ạ. Con này 6 máy Isuzu. Tôi vừa quay tôi sẽ chụp lại cho anh em luôn. Tất cả những cái chi tiết nào thì mọi người cứ thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại, chúng tôi sẽ gửi qua Zalo. Đất nước còn mới nguyên luôn, anh em thấy không? Bên này chúng tôi đang bàn giao một con Kobe. Con Kobe này thì đang bàn giao cho khách này. Ngày mai nè. Con này nhìn các quý vị nhớ dàn chân cực kỳ VIP luôn này. Nhà bàn giao rồi. Nhìn dàn chân đã lắm. Đây này, tôi cho quý vị xem con SK. Dàn chân nó thực sự mà nói mê bạn, mê hồn trận luôn. Đã. À cái vừa rồi thì quý vị thấy là chúng tôi đã quay chi tiết có thể nhất để cho quý vị theo dõi cái con Zaxis 200-1 này rồi. Thì với tôi thì trên bản thân tôi bây giờ tôi nhìn thì con này cực kỳ là đẹp. Dàn chân đẹp. Nước sơn ok, máy móc ok. Đó, bây giờ chỉ có vẻ là dọn rửa đi thôi. Con này đường búa, đường tháo lắp nhanh thì đầy đủ luôn. Con này thì về dọn thôi. Dọn sơ qua là chúng ta sử dụng thôi. Mọi chi tiết quý vị có thể là gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo. Chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết nhất để cho quý vị có thể tham khảo những sản phẩm mà tôi đang có. Tất cả những dòng sản phẩm chúng tôi đăng lên thì đều thuộc quyền quản lý cũng như là tài sản của kênh Máy Xúc Cần Cầu CVN mọi người nhé. Rất là vui khi được phục vụ tất cả quý bà con cô bác trên kênh. Nhớ đăng ký kênh để miễn phí để tiện theo dõi nhiều hơn những sản phẩm chúng tôi đang có ở khu vực như thế này. Còn SK kia thì sẽ dọn và bàn giao cho ông anh. Đó, rất là nhiều những sản phẩm để cho anh em lựa chọn. Con này xích cũng đẹp. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé. Bye bye.